Cuộc đời tù tội của quan Vũ, Lục Thủ Minh và ân oán với Châu Tinh Trì. Lục Thủ Minh được đánh giá là quan Vũ kinh điển trên màn ảnh. Cuộc đời ông có nhiều biến cố mà như thành công của Tam Quốc Diễn Nghĩa, nam diễn viên như được sống lại. Trang Suhu đưa tin vào giữa tháng 2, bộ phim Thanh Long Uyển Nguyệt Đao có sự tham gia của tài tử Lục Thủ Minh ra mắt. Khán giả yêu thích nhân vật quan Vũ vui mừng khi được thấy nam diễn viên thủ vai này sau 27 năm. Theo Trang Suhu, đất diễn của Lục Thủ Minh trong Thanh Long Uyển Nguyệt Đao không nhiều, song phong thái uy nghi khi vào vai quan công của ông vẫn thu hút người xem là điểm sáng của phim. Trang Quy Quy khẳng định dù sau này có nhiều nghệ sĩ thể hiện nhân vật quan Vũ như Vu Vinh Quang, Trân Tử Đan, Địch Long, Hàn Canh, phiên bản của Lục Thủ Minh vẫn ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả. Ngày nay nhiều bức tường tranh ảnh vẫn lấy hình ảnh của ông để mô tả về quan Vân Trường. Lục Thủ Minh từng chia sẻ rằng, cuộc đời tôi sống lại nhờ vai diễn này, tôi sẽ không bao giờ quên cảm giác thiêng liêng đó. Lục Thủ Minh sinh năm 1956 tại Sơn Đông, Trung Quốc, trong một gia đình có 6 anh chị em. Ngày nhỏ do anh chị em đông đúc, mẹ ông phải vất vả chăm sóc các con, chỉ có bố đi làm việc kiếm tiền, do đó kinh tế gia đình nam diễn viên không khá giả. Lục Thủ Minh từng kể, ngày bé nhà tôi chỉ có thể ăn bánh bao, mỗi bữa đều như đánh trận, nhanh tay cướp thì còn, chậm chân thì hết. Những ngày đầu tháng gia đình tôi phải đi mượn lương thực nhà hàng xóm. Với thân hình cao lớn 1m86, Lục Thủ Minh từng là đội trưởng đội bóng rổ của trường, tuy nhiên có người thấu ông điển trai khuyên ông tham gia đội kịch. Cha của nam diễn viên phản đối gay gắt, đàn ông ai lại đi học diễn kịch, người khác sẽ coi thường con. Theo Trang Soho, nam diễn viên từng quỳ xuống cầu xin cha nhưng không được chấp nhận. Cuối cùng, ông ngang bướng lén học hát đọc thoại. Đến năm 1980, Lục Thủ Minh đăng ký vào kịch đoàn Tây An. Trong cuốn tự truyện Tôi Gặp Quan Công xuất bản năm 2015, Lục Thủ Minh chia sẻ bộ phim Tam Quốc Diễn Nghĩa đã cứu tinh của cuộc đời ông. Trước khi được nhận vào vai nhân vật quan Vũ năm 1992, nam diễn viên sống không mục đích và mặc cảm vì quá khứ tù tội. Vào ngày 15 tháng 8 năm 1983, đúng dịp sinh nhật 27 tuổi, nam diễn viên bị bắt. Trong cuốn tự truyện, Lục Thủ Minh không nói rõ lý do phải ngồi tù 18 tháng. Tuy nhiên, Trang Suhu đưa ra hai giả thuyết, một là do lối sống và tác phong của tài tử bị đánh giá không đứng đắn. Ông giao du với nhiều người không có nghề nghiệp, lưu manh. Bên cạnh đó, còn có tin tức Lục Thủ Minh phải lòng một đồng nghiệp chưa đủ 18 tuổi. Mặc dù đoàn kịch Tây Anh không cho phép yêu đương, hai người vẫn sống chung với nhau. Vì cãi lời cấp trên, Lục Thủ Minh bị phê bình và điều làm nhân viên dọn vệ sinh. Những ngày tháng trong tù, Lục Thủ Minh chịu nhiều đau khổ, sợ hãi. Danh tiếng của ông cũng bị ảnh hưởng, do đó tài tử từng nghĩ mình sẽ không thể đứng lên làm lại cuộc đời. Từ năm 1985, Lục Thủ Minh tham gia đóng phim nhưng chỉ được diễn vai phụ, thậm chí là những nhân vật không có tên tuổi rõ ràng. Đến năm 1992, ông tới Bắc Kinh để thử vai quan Vũ trong Tam Quốc Diễn Nghĩa. Nhờ thân hình cao to vạm vỡ, nam diễn viên được nhận vào đoàn. Được trao cơ hội, Lục Thủ Minh luôn cố gắng học cổ văn, cưỡi ngựa, luyện đao. Trong suốt quá trình tham gia Tam Quốc Diễn Nghĩa, Lục Thủ Minh 6 lần ngã ngựa. Trong đó có một lần, nam diễn viên phải nhập viện. Ngoài ra, việc dùng khăn quấn chặt đầu, dùng băng dính, kéo mắt sách lên trong thời gian dài khiến da mặt của ông bị tổn thương. Sau khi nổi tiếng với vai quan Vũ, Lục Thủ Minh được vua hài Hồng Kông mời về để thể hiện vai Ngưu Ma Vương trong Đại Thoại Tây Du công chiếu vào năm 1995. Tuy nhiên, sau lần hợp tác này, Lục Thủ Minh tuyên bố sẽ không bao giờ làm việc với Châu Tinh Trì. Theo Trang Suhu, trong quá trình quay phim, hai nghệ sĩ xảy ra xích mích. Lục Thủ Minh chỉ trích Châu Tinh Trì kiêu căng ngạo mạn, coi thường bản diễn. Ông tố cáo vua hài cố tình sử dụng tiếng quan thoại để trao đổi. Khi Lục Thủ Minh không hiểu thì quay ra mỉa mai, mắng nhiếc ông. Nam diễn viên cũng không hài lòng khi nhân vật Ngưu và Vương hóa trang quá nhiều, trong khi trước đó ông từng bị tổn thương khi hóa thân thành nhân vật quan Vũ.
Do những ân oán khó hóa giải, Lục Thủ Minh yêu cầu ekip không để tên ông trong phần giới thiệu diễn viên. Sau này, Lục Thủ Minh cho biết khi nhận kịch bản, ông không ngờ Ngưu Ma Vương lại phải hóa trang nhiều như vậy. Nam diễn viên cũng không thích kịch bản phim đã biến tấu nhân vật này quá khác biệt, vì vậy ông không cần được ghi tên giới thiệu. Châu Tinh Trì làm như thế suy cho cùng cũng chỉ vì muốn diễn viên đóng tốt hơn và bộ phim thành công hơn thôi, Lục Thủ Minh nói. Hiện tại, Lục Thủ Minh sống tại Bắc Kinh, ông thường được mời làm giám khảo các chương trình truyền hình, đại sứ game. Ông còn mở công ty sản xuất phim ảnh và tổ chức sự kiện, ông còn là tổng giám đốc trung tâm văn hóa nghệ thuật, truyền thông Bằng Đồ. Nam diễn viên có người vợ là Cao Lam, kém 11 tuổi và một người con trai. Ông được nhận xét là có phong cách sống quan vũ, phóng khoáng, trượng nghĩa. Nam diễn viên cũng từng sáng tác bài hát để cảm ơn công dưỡng dục của mẹ.